Ban đêm có một cặp tình nhân đang hôn nhau, tự nhiên xuất hiện một cái linh hồn quỷ nó quanh quẩn xung quanh. Và anh chàng này đã nhìn thấy hồn quỷ và hồn quỷ thất tín lại gần anh và nhìn anh. Và bắt đầu nó đi theo với cặp tình nhân kia. Anh chàng này tên là Đông Thanh. Lớn lên ở cô nhi viện và nhà rất là nghèo. Điều kỳ lạ là đôi mắt anh có thể nhìn thấy ma quỷ. Và tự nhiên máy tính anh có thông báo là đến nhận việc ở số 414 tiệm tạp hóa, nhưng anh lại không gửi hồ sơ xin việc đến đó và cũng không suy nghĩ nhiều vì anh không có tiền, nên là cũng đến tạp hóa nhận việc. Và người bạn đồng nghiệp với anh nói là đúng 12 giờ đêm sẽ xuất hiện quỷ và kêu anh cẩn thận. Và tự nhiên nhìn đồng hồ đã đúng 12 giờ đêm rồi và anh bắt đầu nổi da gà. Thì tự nhiên hộp tiền này động đậy và xuất hiện một cô gái tên là Tiểu Á. Và có một bé trai nhỏ đang chạy quanh ở đây và Tiểu Á nói là muốn mua một ít đồ ăn cho bé trai này. Và bé trai này tên là Đậu Đậu và cũng không rõ địa chỉ và nhà ở đâu. Thế là cô gái này đã đến tra máy tính và tra lên mạng thì mới biết là Đậu Đậu đã bị xe tông và bị tai nạn. Và cô gái này rất là sợ khi biết Đậu Đậu là quỷ cho nên trốn ở dưới góc bàn. Thì lúc này mẹ của Đậu Đậu đến và tìm Đậu Đậu và ôm Đậu Đậu vào lòng. Thế là và cậu bé này nói là mẹ chào cô gái này, nhưng mà cậu bé này chào cô gái Đậu Đậu, chào cô gái Tiểu Á thì mẹ của Đậu nói là không có thấy chị gái nào. Thế là Đông Thanh nói là người tông tai nạn là cô, chứ không phải vì cậu bé đó, vì cô đã cứu cậu bé đó và bị xe tông. Và cô đã đưa tiền mua là đó là một tờ giấy